chia niềm đau. Phật đang chúng ta từ khi biến hiện tâm niệm Phật. Phật đang chúng ta biến hoan hỷ nơi câu từ bi. Phật đang chúng ta bàn tay nắm với một mà tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xa tan sầu bi. Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang chúng ta biến không nói đến câu thị phi. Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đang trong ta, miệng không nói đến câu thị phi.